nợ công, con quái vật từng đẩy nhiều quốc gia đến bên bờ vực thẳm, thực sự nguy hiểm tới mức nào? Nợ công được hiểu là vấn đề mất cân đối giữa thu và chi ngân sách quốc gia. Khi nhu cầu chi quá nhiều, trong khi thu thì không đáp ứng nổi, khiến chính phủ phải đi vay tiền thông qua nhiều hình thức như phát hành công trái, trái phiếu, hiệp định tín dụng, v.v. để chi, từ đó dẫn đến tình trạng vay nợ. Thâm hụt ngân sách kéo dài làm cho nợ công gia tăng. Thế giới đã chứng kiến nhiều quốc gia bị vỡ nợ với những thảm cảnh vô cùng đáng sợ. Cuộc khủng hoảng nợ công đáng nhớ nhất của thế kỷ 21 là cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp vào những năm 2010. Sự kiện này đã làm rúng động thị trường tài chính châu Âu và toàn cầu. Những đứa con của Thần Zeus đã lâm vào tình trạng không thể cứu rỗi bởi thói ưa shopping của mình. Một đất nước vốn đang sung túc nhưng với khả năng quản trị tài chính yếu kém cùng với những khoản chi tiêu quá mức của chính phủ vượt khả năng kiểm soát đã khiến tổng nợ công của Hy Lạp chiếm tới gần 130% GDP. Và kết quả cuối cùng là đất nước bị vỡ nợ, gây nên tình trạng hàng triệu các lao động mất việc, dẫn đến phải áp dụng chính sách ngặt nghèo là thắt lưng buộc bụng. Điều tồi tệ nhất với các quốc gia ở lục địa già, giàu có của thế giới trong thế kỷ 21. Hy Lạp từ khủng hoảng nợ công cho tới vỡ nợ, vì đâu nền nỗi? Chào mừng đến với Battle Cry khám phá. Cuộc khủng hoảng nợ công chấn động toàn cầu. Để nhận được quyền đăng cai Thế vận hội, chính phủ Hy Lạp đã mạnh tay đầu tư cho hàng loạt các công trình phục vụ cho các sự kiện thể thao cũng như các công trình liên quan. Và trông đợi đây sẽ là một cái phao cứu sinh cho nền kinh tế vốn trì trệ của quốc gia này. Với chi phí gần 9 tỷ euro, tương đương với khoảng 11 tỷ đô, Thế vận hội Athens là kỳ Olympic tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đến thời điểm đó, theo tờ Huffington Post, con số 9 tỷ euro này trên thực tế đã vượt gần gấp đôi so với dự toán ban đầu bởi hàng loạt các chi phí phát sinh và phút chót. Trong đó thì gồm gần 1 tỷ euro để đảm bảo an ninh cho sự kiện sau mối lo ngại khủng bố. Đối với toàn thế giới, Olympic 2004 tổ chức tại Hy Lạp hoành tráng bao nhiêu thì đối với đất nước này, sự kiện đó càng là cơn ác mộng gây ám ảnh bấy nhiêu. Để phục vụ cho Olympic, chính phủ Hy Lạp đã xây mới nhiều sân vận động, làng Olympic với quy mô cực kỳ hoành tráng. Vấn đề là tại thời điểm năm 2001 thì quốc gia này vừa trải qua một thời gian dài phấn đấu để đủ tiêu chuẩn gia nhập Liên minh châu Âu EU. Do vậy, nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính những khoản chi tiêu hoang phí để được đăng cai Olympic đã làm trầm trọng thêm tình trạng nợ công. Chỉ vài ngày sau lễ bế mạc, chính quyền Athens đã báo cáo nợ công lên tới 168 tỷ euro. Trong đó thì riêng chi phí tổ chức Thế vận hội đã chiếm 5,3% con số thâm hụt này. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, Olympic Athens được coi là nguyên nhân trực tiếp đẩy Hy Lạp vào cuộc khủng hoảng nợ kéo dài tới tận 10 năm sau. Lạm chi cho Olympic đã làm tăng nợ công và thâm hụt ngân sách của quốc gia này. Tuy nhiên, ngọn nổ của cuộc khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất khu vực châu Âu chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2009 và những hệ lụy hết sức nghiêm trọng. Vào tháng 10 năm 2009, các nhà đầu tư vào thị trường Hy Lạp đã ngã ngửa khi nhận tin Thủ tướng Georgi Papandreou đã bất ngờ công bố mức thâm hụt ngân sách năm 2009 là 12,7% GDP, cao hơn rất nhiều so với con số ước tính thời điểm đó là 6,7% GDP. Điều này thì càng làm giới đầu tư chán nản khi nhìn vào tình trạng tài khoá liên tục thâm hụt ở mức độ cao. Và họ đặt ra câu hỏi cho khả năng trả nợ của chính phủ Hy Lạp. Cùng thời gian này, hãng đánh giá tín dụng Fitch đã phải hạ xếp hạng của Hy Lạp từ A- xuống BBB+. Và đây cũng là lần đầu tiên trong một thập kỷ nước này rơi khỏi hạng A. Mặc dù đứng trước những bất lợi như vậy, thế nhưng chính phủ Hy Lạp thì vẫn vô cùng tự mãn và có phần lảng tránh. Họ cứ tiếp tục trao bán thành công các đợt trái phiếu chính phủ nhằm huy động thêm vốn cho chi tiêu. Chính phủ Hy Lạp đã vay được gần 100 tỷ đô với mức lãi suất rất cao. Động thái này lại càng làm cho nợ công của Hy Lạp gia tăng, trong khi thì năng lực trả nợ ngày càng về mức âm. Đỉnh điểm là vào cuối tháng 4 năm 2010, Eurostat đã công bố ước tính thâm hụt ngân sách trong năm của Hy Lạp sẽ đạt mức 13,6% GDP, cao hơn hẳn mức ước tính của các cơ quan thống kê của nước này. Các nhà đầu tư khi này cảm thấy vô vọng với khả năng trả nợ của Hy Lạp
đối với khoản nợ 11,1 tỷ đô sẽ đến hạn phải trả vào tháng 5 năm 2010. Và kết quả là đến ngày 23 tháng 4 năm 2010, Hy Lạp tuyên bố mất khả năng trả nợ và chính thức kêu gọi hỗ trợ tài chính từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các nước thuộc Eurozone. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Tới tháng 1 năm 2010, thì Bộ Tài chính của quốc gia Đông Nam Âu này đã liệt kê ra 5 nguyên nhân chính gây bùng phát khủng hoảng nợ chính phủ, cụ thể như sau. Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế sụt giảm với mức tiết kiệm trong nước rất thấp. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút này là do bất đồng trong công tác quản lý tài chính. Trong lúc những chuyển biến tiêu cực về kinh tế của đất nước bắt đầu diễn ra, thì Bộ Tài chính của nước này lại đề xuất nhu cầu thực hiện cải cách kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Thế nhưng, một số cơ quan khác thì lại đề nghị là giảm tiền lương và phúc lợi xã hội, chuyển nhu cầu chi tiêu hiện tại của chính phủ từ lĩnh vực phi tăng trưởng, ví dụ như là quân sự, sang lĩnh vực kích thích tăng trưởng như là các hoạt động sản xuất công nghiệp. Chính vì cái lối đi khác nhau và không có sự đồng nhất, thế nên nền kinh tế của Hy Lạp ngày càng bất ổn. Và đó đồng thời là nguyên nhân dẫn tới mức tiết kiệm trong nước thấp, khiến chính phủ lại tiếp tục phải đi vay nợ từ nước ngoài. Thời điểm này, Hy Lạp đã trở thành con nợ máu mặt nhất thế giới, có quan hệ vay mượn với chủ yếu là Đức, Pháp và Italia. Thứ hai, thâm hụt ngân sách nặng nề. Mất cân đối tài khoá khổng lồ diễn ra trong suốt các năm từ 2004 tới 2009. Mức chi tiêu công tăng lên kỷ lục, lên đến 87%, dù mức tăng từ doanh thu thuế chỉ ở mức 31%. Thâm hụt ngân sách của Hy Lạp thường xuyên vượt quá mức 3% GDP cho phép của Liên minh châu Âu, và đất nước này khi đó chẳng khác gì tội đồ của Liên minh. Hơn nữa, trốn thuế và hoạt động kinh tế ngầm ở Hy Lạp thời điểm này thì lại tăng chóng mặt, cũng là một nhân tố khác làm giảm nguồn thu thuế. Thứ ba là kỷ luật tài khoá lỏng lẻo. Tuân thủ ngân sách được xem là sẽ cải thiện nền kinh tế, tài chính mạnh mẽ trong tương lai của các quốc gia trên toàn thế giới. Thế nhưng, những đứa con của Tân Rớt thì lại làm trái với quy luật này. Đỉnh điểm là vào năm 2009, việc kiểm soát nền kinh tế được tiến hành rất tồi tệ, rất lỏng lẻo so với mức bình thường, nhất là trong các đợt bầu cử chính trị. Có lẽ bộ máy chính quyền quản lý tài chính của Hy Lạp đã trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này. Nguyên nhân thứ tư là mức độ nợ công ngày càng gia tăng. Mức độ này trở nên tồi tệ nhất trong năm 2009 do thâm hụt ngân sách cao hơn dự kiến, và quan trọng là không ai có thể ngờ ra cái điều này. Do tiếp cận được nguồn vốn nước ngoài dễ dàng từ khi có tấm thẻ thành viên của Eurozone, cộng thêm hình ảnh quốc gia tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ từ trước đó, mà chính phủ Hy Lạp đã chi tiêu quá tay, dù chỉ cho các dự án cơ sở hạ tầng với mục đích là chính đáng, thế nhưng lại quên đi kế hoạch trả nợ trong tương lai. Và nguyên nhân cuối cùng là độ tin cậy trong thống kê kinh tế không được đảm bảo. Giai đoạn 2004-2009, Eurostat đã từng ghi nhận các số liệu thống kê tài khoá của Hy Lạp được báo cáo là các con số giả, tất cả đều được điều chỉnh. Các chuyên gia cũng cho rằng, kể từ khi mà Hy Lạp trở thành thành viên của khối Eurozone từ năm 1999, những con số gian dối trong các báo cáo của nước này cho EU liên tục được dựng lên. Và chính vì đó, một quốc gia vốn đang trên bờ vực khủng hoảng lại làm ăn gian dối, đã khiến cho những người bạn đồng hành trở nên mất lòng tin. Vậy thì hậu quả khi một quốc gia vỡ nợ là gì? Tác động đầu tiên từ khủng hoảng nợ đó là sau khi vỡ nợ, Hy Lạp sẽ vô cùng khó khăn để chuẩn bị cho kế hoạch về một khoản vay nữa. Bởi một vụ vỡ nợ sẽ khiến cho một quốc gia bị ngân hàng đưa vào sổ đen. Trong khi chính thức vỡ nợ, chính phủ Hy Lạp sẽ phải áp dụng các chính sách tài khoá thắt lưng buộc bụng, hết sức ngặt nghèo để cải thiện tình hình ngân sách. Chính phủ đã chủ động cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu và gia tăng nguồn thu chủ động từ thuế. Cụ thể như sau, đó là tăng các loại thuế, đánh mạnh thuế vào các mặt hàng xa xỉ, giảm chi tiêu công như chi tiêu cho giáo dục, cho quân sự và an sinh xã hội. Tiếp tục là tư hữu hóa các doanh nghiệp quốc doanh, sa thải các công chức và giảm chi tiêu y tế. Tăng thuế và giảm chi tiêu công, nhất là khi tăng thuế, nó lại khiến cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn. Do vậy, ở thời kỳ khủng hoảng nợ công này thì FDI vào Hy Lạp lại liên tục giảm, và nó đã dẫn tới sức hấp dẫn của nền kinh tế cũng giảm đi. Tác động rõ nét nhất từ khủng hoảng nợ công đối với nền kinh tế là làm sản lượng quốc gia sụt giảm. Do nền kinh tế không có đủ động lực về vốn để gia tăng đầu ra, hiểu nôm na là chính phủ Hy Lạp muốn có thêm nguồn thu nên đã tăng thuế. Nhưng tăng thuế
thì lại đè nặng lên đầu các doanh nghiệp. Kết quả là họ không làm ăn được, sẽ rút vốn, không đầu tư vào thị trường Hy Lạp nữa. Từ đó sẽ khiến lao động mất việc làm, tổng sản phẩm quốc nội thì sụt giảm, nền kinh tế thì lại tiếp tục suy thoái. Trước khi xảy ra khủng hoảng, Hy Lạp là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng trong khu vực, với mức tăng trưởng hàng năm đạt trung bình là 4%, giai đoạn từ 2003 tới 2007. Thế nhưng, sau khi khủng hoảng thì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Hy Lạp sụt giảm mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2008 tới 2014. Việc cắt giảm chi tiêu, tăng thuế sẽ tác động tiêu cực đối với một môi trường kinh doanh trong nước, làm giảm đi hoạt động đầu tư, khiến cho công ăn việc làm tạo ra ngày càng ít đi và tỷ lệ thất nghiệp thì sẽ gia tăng. Cộng với chính sách thắt lưng buộc bụng khiến cho tình trạng thất nghiệp tại quốc gia này ngày càng trầm trọng. Hành trình thoát khỏi xiềng xích còn nợ. Năm 2018, Hy Lạp tuyên bố chấm dứt nợ công. Nguyên nhân giúp Hy Lạp vượt qua được cơn khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng này, đầu tiên chính là nhờ những nỗ lực to lớn và những sự hy sinh của chính phủ và người dân Hy Lạp, đặc biệt là chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras, cũng như sự hợp tác hiệu quả của chính phủ với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu thông qua các khoản vay và giảm nợ, cùng với ba gói cứu trợ từ EU, ECB và IMF. Người dân Hy Lạp tung hô rằng Thủ tướng sinh ra là để giải cứu Hy Lạp, và ông thực sự đã làm rất tốt điều này trong tình cảnh đất nước khủng hoảng nghiêm trọng, đưa xứ sở của những vị thần bên bờ vực ngã quỵ, vực dậy trở thành một đất nước ngày càng ổn định và sớm thoát khỏi cảnh còn nợ. Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Hy Lạp chính thức thoát khỏi gói cứu trợ thứ 3, cũng chính là gói cứu trợ cuối cùng kéo dài 3 năm, bắt đầu từ năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp cũng từ mức cao hơn 27% giảm xuống chỉ còn khoảng 15% vào thời điểm đó. Chỉ vừa kết thúc gói cứu trợ thứ 3, thì cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P đã thông báo triển vọng cải thiện nợ của Hy Lạp từ mức ổn định lên mức tích cực. Tháng 6 năm 2018, Athens và các chủ nợ trong Eurozone đã chấp thuận việc gia hạn thêm 10 năm để nước này thanh toán các khoản nợ công của chính phủ. Thỏa thuận này đã giúp Hy Lạp gỡ nút thắt phụ thuộc vào các gói viện trợ ngặt nghèo. Sau 13 năm thoát khỏi gói cứu trợ cuối cùng, thì kinh tế Hy Lạp đã ổn định hơn, dù chưa có quá nhiều dấu ấn của sự phát triển. Thế giới nhìn thấy gì từ bài học Hy Lạp? Trước đây, việc sử dụng đồng tiền chung duy nhất đã mở ra một thời đại tín dụng rẻ, tạo điều kiện cho chi tiêu cá nhân và chi tiêu công tăng mạnh mẽ. Thế nhưng điều này thì cũng đẩy thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai của Hy Lạp ngày càng lớn hơn. Lo ngại kinh tế Hy Lạp sẽ sụp đổ và lây lan sang các nước khác cũng tiêu đồng tiền chung Euro, thì Liên minh châu Âu đã phải chút tiền để giải cứu. Nhưng bắt buộc, chính phủ Hy Lạp tiêu gì cũng phải xin ý kiến, hạn chế chi tiêu ngân sách công, bị buộc phải thoái vốn khỏi nhiều dự án. Và đến khi đồng ý cứu trợ Hy Lạp, các nước EU đã đặt ra những điều kiện vô cùng ngặt nghèo. Cuộc khủng hoảng tài chính của Hy Lạp là một trong những vấn đề lớn nhất trong lịch sử của EU, làm dấy lên những quan ngại về một dự án châu Âu bền vững thời kỳ hậu chiến. Sự kiện này cũng là nguồn cơn thổi bùng phong trào bài trừ EU trên toàn châu lục trong suốt một thời gian dài. Năm 2015 là năm đỉnh điểm ở Hy Lạp với tổng số nợ lên đến 324 tỷ euro. Chính phủ Hy Lạp đang tiến gần tới nguy cơ vỡ nợ lần nữa nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế, khi các món nợ cũ đã cao chất như núi. Trong khi nguồn tiền trả nợ ở đâu thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Và đã có lúc các nước thành viên EU dường như đang chuẩn bị cho một kế hoạch bí mật là loại Hy Lạp ra khỏi Eurozone trong trường hợp mà Athens tuyên bố vỡ nợ. Các nước Eurozone đã chuẩn bị để thông qua kịch bản về những quyết định chính trị rất khó khăn với sự đồng thuận ngầm từ các nước thành viên để bắt đầu tiến trình mà cuối cùng có thể dẫn tới việc loại Hy Lạp ra khỏi Eurozone. Tuy nhiên thì cho tới cuối cùng, lo sợ viễn cảnh mất mát khi xảy ra kịch bản Brexit khiến các nhà lãnh đạo Eurozone buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng việc có tiếp tục cứu trợ Hy Lạp nữa hay không. Và chính từ sự quyết tâm của chính phủ Hy Lạp không để vỡ nợ, dù vấp phải làn sóng biểu tình phản đối của người lao động trong nước, Quốc hội Hy Lạp đã chấp thuận các điều kiện tài chính khắc nghiệt để nhận được gói cứu trợ tiếp theo, có thể xem là một bước đi quan trọng và rất dũng cảm nhằm tránh khả năng vỡ nợ của nền kinh tế. Hy Lạp thì vẫn phải thắt lưng buộc bụng nhằm đáp ứng yêu cầu của Eurozone và IMF. Việc buộc phải làm quen với cái nghèo
trong thời gian qua đã thổi bùng những tranh luận dữ dội giữa các chính đảng. Tuy nhiên có một sự thật, đó là Hy Lạp thì không có sự lựa chọn nào khác. Trong những năm tới, nhiều chuyên gia phân tích cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ ở các nhóm nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển chưa thể giảm tốc và có thể còn tồi tệ hơn nữa, đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế thế giới. Tại châu Âu, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công, nhiều nước EU đã chọn giải pháp thắt lưng buộc bụng nhằm cắt giảm ngân sách để đổi lấy những gói cứu trợ từ IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Khi Liên minh tiền tệ duy nhất ở châu Âu đang đứng trước bờ vực của sự phá sản, khiến nhiều nhà phân tích đã bàn tới các kịch bản tan rã của Eurozone, với hậu quả đầu tiên là sự hỗn loạn trên các thị trường tài chính. Tại Mỹ cũng không nằm ngoài vòng xoáy, mức nợ công của nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tới mức kỷ lục gần 40.000 tỷ đô vào năm 2022. Bên cạnh đó, khủng hoảng nợ công ở châu Âu và Mỹ thì còn tác động mạnh tới các nền kinh tế châu Á, dựa chủ yếu vào xuất khẩu. Những khoản nợ công khổng lồ ngày càng lan rộng, khiến tình hình thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái mới.